Chào các bạn, hôm nay tôi sẽ giới thiệu đến các bạn một mẫu sản phẩm Transformer tôi vừa được cho mượn để làm clip review. Như các bạn thấy thì đây chính là mẫu nhân vật Soulquake và tùy tùng đi kèm theo nó đó các bạn, là Gravis gọi chung. Mẫu sản phẩm này thuộc về hãng G0, tức là 30. Và đây là dòng DLX Collectible Figure. Đây là tạo hình của Soulquake ở trong Bumblebee. Mẫu sản phẩm này có giá được niêm yết là $209, chúng ta quy đổi ra tiền Việt là tầm khoảng 4.900.000. Tuy nhiên đó chỉ là giá niêm yết của hãng đưa ra thôi, và còn tùy thuộc vào nơi chúng ta order và ship về nữa thì nó sẽ có từng cái mức giá khác nhau. Bạn tôi order con này về tới Việt Nam là tầm khoảng 4.800.000. Chúng ta nhìn mặt sau của box nha. Chẳng có gì cả, chỉ là một cái logo của Decepticon thôi. Và cái hộp được thiết kế đó các bạn, cái box được thiết kế theo cái kiểu là chúng ta có thể mở ra như thế này. Chân dung của Soulway và tùy tùng của nó là Gravis. Phát âm không biết có đúng hay không nữa, chán ghê ha. Mà kệ, không sao, đừng quan tâm tới cái vấn đề tiếng Anh của tôi. Và chúng ta nhìn nè, đây là nhân vật chính của chúng ta, khá to ha. Ok, bây giờ tôi sẽ pull ra để xem mình trông có gì. Nhìn ở bên dưới nè các bạn, This is not a toy. Đây không phải là đồ chơi và dành cho 15 tuổi trở lên. Việt Nam của chúng ta có một cái quan niệm, một cái quan điểm rất là sai lầm. Đó chính là hễ cứ thấy là robot, mặc định đó là đồ chơi cho trẻ em. Nhưng không, bên nước ngoài nó sẽ có những món đồ chơi dành riêng cho từng nhóm độ tuổi khác nhau. Và không hiểu tại sao không có seal các bạn. Và cái hộp này tôi hoàn toàn là chưa khui ra luôn đó. Bây giờ tôi mới khui nè. Ồ, có những cái món nó bị rớt nè. Dạng như cái khay nó bị lỏng đó các bạn, nó bị rớt ra nè. Trời, nặng ta. Một cái tờ giấy giống như là chúng ta có muốn khiếu nại gì đó, chúng ta sẽ điền vào đây và gửi đi này, nó rất kiểu. Có thể là vậy. Và đây là hướng dẫn sử dụng của chúng ta. Theo như tôi tìm hiểu được thì mẫu sản phẩm này nó cao tầm khoảng 11.2 inch. Chúng ta quy đổi tỷ lệ thì nó tầm khoảng 28.4-28.5 cm đó các bạn. Và mẫu sản phẩm này, mẫu figure sinh này, nó có 80 điểm khớp. Có đèn mắt luôn. Đây, đèn led ở mắt nha. Ok, rồi, để qua một bên nhé. Cái standby này nó quá quen thuộc rồi. Hình như mấy mẫu sản phẩm bạn tôi cho tôi mượn review về dòng này đó các bạn đều là như thế, cho nên tôi sẽ không đề cập đến nhé. Vì nếu như mà tôi lấy cái này ra, tôi gắn vào đó các bạn, sau khi review xong, tháo ra, gửi trả cho bạn tôi thì rất là khó tháo luôn. Cho nên thôi, tôi sẽ không đụng tới cái phần này nhé. Vì đây, dù gì cũng chỉ là một sản phẩm bạn tôi cho mượn để review thôi. Wow. Sau quay của chúng ta, sau là âm thanh, quay là làn sóng, sóng âm thanh, dịch ra là như vậy. Mở ra nha. Nó không có seal. Rồi cái hộp này nó, cái khay này nó cũng không có băng keo dán luôn các bạn. Cho nên rất khó để chúng ta có thể xác định được là mẫu sản phẩm này new hay không new luôn đó các bạn. Rồi, mở ra thôi. Chà, khó để cho các bạn thấy quá ha. Chúng ta tìm hiểu về cái này trước nha. Rồi, để xuống Market Mask tập trước khay luôn. Đây thì ác hẳn chính là tay sai của Soulway rồi. Ở đây nó ráp thành một cái gì vậy ta? Theo như tôi biết á, thì Soulway nó thường là nó sẽ chuyển thành một cái dạng máy cassette, và những cái con tay sai của nó sẽ chuyển thành những cái cuốn băng cassette.
rất là chi tiết, rất là đẹp nhé. Hiệu ứng sơn này nó của nó nè, nó sẽ có bị chốc sơn nè, bị hoen gỉ nè, nhìn nó rất là thật, rất là sống động. Miệng mở ra được luôn. Rồi thì bây giờ là tới nhân vật chính của chúng ta nhé. Wow, khá là nặng. Rất cái gì à? À, chỗ này có vẻ như đây là cái phần kết nối nè các bạn, kết nối với lại standby đó. Nếu như chúng ta không cần kết nối thì chúng ta gắn vào thôi. Gắn vào như thế này. Nặng và chắc tay đó các bạn. Rồi thì cái khay này á, nó cũng chẳng còn gì cả, chỉ là những cái bàn tay thay thế, vũ khí và một vài cái chi tiết. Một chút nữa nếu cần thì tôi sẽ đề cập đến nhé, còn không thì tôi sẽ bỏ qua luôn. Well. Bây giờ tôi nhận xét trước nhé. Nếu như về màu sắc sơn thì rất là tuyệt vời luôn. Màu xanh nè, và nó thể hiện là màu xanh nó bị va chạm chốc chảy đó các bạn. Nó thể hiện tả thực rất là tốt luôn. Thì khi mà cái màu xanh nó bị chốc chảy ra thì nó sẽ lòi cái phần màu bạc của kim loại ở bên trong ra, rất là đẹp. Màu trắng thì nó sẽ bị bám bẩn, dơ, hiệu ứng khói bụi này nọ các kiểu. Nói chung là về chi tiết màu sắc sơn này nọ thể hiện rất là ok, không điểm gì phải bàn cả. Chi tiết thể hiện cũng rất là đẹp, cũng rất là tốt. Nhưng mà về cái phong dáng đó các bạn, tôi không biết là trong phim nhiều khi mình coi á cũng không có để ý nhiều lắm, nhưng mà sao tôi thấy cái con này á, cảm giác nó bị lùng lùng ha. Mà tôi nghĩ mẫu sản phẩm này của G-Zero, tôi nghĩ rằng nó đã mô tả chính xác nhất theo phim rồi, và chắc có lẽ là trong phim nó là như thế, cho nên cái phong dáng của cái hãng này nó mô phỏng mới là như vậy, chứ không có sai đâu các bạn. Vì đây là một dòng sản phẩm action thôi, không có lắp ráp được, cho nên mọi thứ đều tối ưu hóa cho cái dạng robot của nó. Nó không có bị giới hạn do nó phải chan, nó phải ráp này nọ. Đây chắc có lẽ là cái phong chuẩn ở trong phim rồi các bạn. Mặc dù rằng mình thấy nó hơi bị mập, hơi bị lùn tịt một chút á, nhưng mà thôi, thông cảm, vì trong phim tạo hình nó là như vậy thì mình phải chịu như vậy thôi. Wow, tuyệt vời quá. Các bạn xem những cái chi tiết của nó nè. Không ráp được mà, cho nên chi tiết này nọ nó thể hiện chắc chắn phải là chuẩn xác rồi. Và cái phần ngực của nó tôi xem hướng dẫn đó là có thể mở ra được như thế này. Và bên trong á, nó sẽ có những cái chi tiết. Nhưng mà đáng tiếc, có cảm giác như là những cái chi tiết này đó các bạn, nó chỉ là giấy đề can nó dán vào thôi, chứ không phải là những cái chi tiết nhô ra, chi tiết nổi lên và nó được sơn, mà chỉ là những cái phần đề can dán thôi các bạn. Và các bạn thấy cái lỗ hổng này là biết để làm gì rồi ha. Là chúng ta sẽ bỏ cái con tay sai vào đây nè. Sở dĩ tôi không gọi Ravet mà tôi gọi nó là tay sai, vì tôi sợ cái chữ Ravet tôi phát âm nó không chuẩn đó các bạn, cho nên tôi dùng là tay sai cho nó đỡ sai ha. À, ok. Bây giờ chúng ta sẽ bỏ vào thôi. Bỏ vào như thế này, thấy chưa? Và để nắp lại. Ok. Và như tôi đã nói đó, thì cái phần đầu của nó là nó sẽ có cái phần đèn LED. Bây giờ, để tôi coi lại hướng dẫn nhé. Không phải hàng của mình, không có dám vọt bậy, sợ nó gãy. Theo như hướng dẫn thì chúng ta sẽ mở cái phần trán này ra nè các bạn. Đó, mở ra. Và, wow, nó không cho chúng ta sẵn pin các bạn ơi. Để tôi kiếm lại trong cái hộp coi có pin sẵn không. Không có pin rồi. Và bây giờ tôi đã làm clip review rồi, mà bây giờ nó không có pin thì tôi sẽ không thể nào thử được tính năng đèn LED cho mắt để các bạn thấy được rồi ha. Thôi thì các bạn thông cảm nha. Không có pin sẵn luôn thì làm sao mà sáng được. Thôi chịu thua. Thì các bạn biết rằng nó sẽ có đèn LED ở mắt, và nó sẽ có cái nút ở đây nè. Chúng ta nhấn thì đèn nó sẽ bật lên và nó sáng hai con mắt. Thôi thì chúng ta tạm qua cái bước này nha. Quên chuẩn bị cái vụ pin này, tại thiệt. Và bây giờ chúng ta sẽ thử các phần khớp của nó để xem nó sẽ có biên độ cử động của nó sẽ như thế nào các bạn nhé. Trước tiên hết là cái đầu của nó nhé. Ngước lên, cúi xuống. Ngước lên thì rất là cao nè các bạn.
nhưng mà cúi xuống thì do cái phần cổ của nó đó có cảm giác là không được dài, cho nên nó cúi xuống không được tốt cho lắm, nó cúi xuống được một chút thôi, mặc dù rằng cái biên độ cổ của nó có cảm giác là có thể cúi xuống được nữa. Xoay trái phải thì thoải mái rồi, không vấn đề gì cả. Mẫu sản phẩm còn mới đó các bạn, chúng ta trong quá trình chúng ta va chạm cọ sát với nó có cảm giác là nó còn cái lớp dầu bảo vệ luôn. Và tiếp đến là cái phần tay của nó nha, xoay tròn thoải mái nè. Nhưng mà nó xoay tròn thoải mái á, nó lại không có cái phần khớp bánh răng đó bạn, chỉ là xoay nó trơn tru thôi. Và cái phần khớp kết nối tay với thân nó sẽ có một cái khớp nữa các bạn, giúp tăng cường cái hoạt động, cái phạm vi cử động của phần tay lên như các bạn thấy. Rất là cao ha. Và bên cạnh đó cái phần giáp vai nè, nó sẽ là riêng lẻ so với phần cẳng tay luôn. Cẳng tay của nó có một cái khớp xoay ở đây nữa, và cũng chỉ là khớp trơn tru thôi, không có bánh răng, xoay tròn thoải mái. Tiếp đến là khớp khuỷu tay. 1 2, có hai khớp các bạn nhé, một khớp ở đây và một khớp ở đây. Tuy nhiên nó co lên chỉ được như vậy thôi, không sát hơn được nữa. Chắc có lẽ là do cái cẳng tay của nó cho nên nó không thể nào co sát lên. Và các bạn nhìn những cái chi tiết, những cái detail này nọ rất là ok đó các bạn. Bàn tay của nó xoay tròn thoải mái và có khớp bẻ là bẻ xuống được như thế này. Và là bàn tay tĩnh bằng nhựa mềm các bạn nhé. Chúng ta muốn bô thế xoay bàn tay hay là tay cầm súng này nọ thì chúng ta phải thay đổi. Rồi, đó là tất cả những khớp có ở trên cái phần cẳng tay này. Tiếp đến là phần người của nó nhé. Trước tiên là chúng ta cho nó xoay trước đi. Và để cho nó xoay được thoải mái á, tôi nghĩ là phải nâng cái này lên nè các bạn. Nâng cái phần chi tiết này lên, xoay. Nó xoay được thoải mái đó, tuy nhiên nó bị vướng quá các bạn. Vướng những cái phần này nè. Cái phần này á, nó là nhựa mềm. Nếu mà là nhựa cứng thì tôi nghĩ rằng chúng ta xoay mạnh là nó gãy luôn á. Thì ở đây hãng đã làm cho chúng ta là nhựa mềm, cho nên xoay nó có bị cạ một chút các bạn cũng yên tâm ha, không sao đâu, nhựa mềm. Nhưng mà hai cái miếng này là nhựa cứng nè. Chúng ta khi xoay đó thì chúng ta phải xoay nó lên như thế này nè. Và nó bị vướng víu nhiều chỗ, cho nên cái biên độ xoay của nó không được rộng cho lắm, chỉ xoay qua xoay lại được một chút như thế này thôi các bạn. Và tiếp đến là cho nó ngửa lên nhé. Nó có cái khớp để nó có thể gập người xuống về phía trước được một chút. Và khi nó gập đó, nó sẽ lòi cái cột sống ra như thế này nè. Đó, nó lòi cột sống ra. Và bây giờ tôi cho nó trở lại trạng thái thẳng lưng bình thường nhé. Thì nó sẽ xếp vào. Và tôi không biết là tôi có bị thiếu sót gì hay không, hay là nó có khớp tiềm ẩn gì hay không, tôi cũng không biết nữa. Nhưng mà nó chỉ có gập được một chút về phía trước như vậy thôi, còn ngửa ra thì không được các bạn nhé. Ngửa ra không được. Và nó sẽ có cái khớp để cái phần người của nó có thể nghiêng qua nghiêng lại như các bạn thấy. Và cũng chỉ một chút như vậy thôi. Có lẽ là do con robot này nó bị ú quá, cho nên cái phần khớp người của nó bị giới hạn. Và tiếp đến là cái phần khớp háng của nó nha. Để tôi xem những cái mảnh này cấu trúc của nó là như thế nào. À, mở nó lên như vậy nè. Rồi, ok. Bây giờ chúng ta mở nó lên được như vậy. Thì để thử lại nhé. Khi mà chúng ta mở nó lên như thế này thì chúng ta cũng xoay nó không được nhiều đâu các bạn. Các bạn thấy xoay không được nhiều. Và duỗi cũng như thế, gặp người lại cũng không được luôn, được một chút thôi. Nói chung là xoay hay không xoay cũng không ảnh hưởng gì nhiều đến cái phần khớp cử động của phần thân người của nó. Và tiếp đến là khớp háng nè. Đá là được như đây, cũng khá cao ha. Và cái khớp háng của nó đó, nó sẽ là một cái dạng khớp mở rộng các bạn. Cái thanh này nè, khi mà chúng ta xoay thì nó sẽ xếp lại luôn như vậy.
và đau tim quá các bạn. Những cái phần giáp của nó cứ va chạm vào nhau rất khó, các bạn cẩn thận nhé. Và cái phần khớp háng của nó sẽ có cái phần dạng như là cấu trúc trượt, mà nó có những cái đại khái là bánh răng đi cho các bạn dễ hiểu nhé. Thì nó sẽ tập 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 đó và đá cao được như đây. Và cái phần khớp háng dễ gãy nó cũng là bằng kim loại luôn các bạn nha. Đó là đá lên. Và bây giờ để tôi xem. Đây, cái phần này nó có thể mở ra được nè các bạn, để chúng ta tẹt nó thoải mái đó. Hay không, tẹt nó ra được cao nè. Còn nếu như chúng ta để lại vị trí cũ thì nó chỉ tẹt được một chút thôi. Tiếp đến là phần cẳng chân của nó xoay được như đây thôi các bạn, không xoay được nhiều. Khớp gối của nó nha. 1 2. Do cái bắp chân của nó khá là to cho nên nó cũng chỉ co được như đây thôi. Và khi co ở một cái khớp này thì không sao cả, nhưng mà co tiếp cái khớp thứ hai ở đây thì cái phần giáp ở trước đùi của nó sẽ trượt xuống luôn. Các bạn xem lại nha. Đó, trượt xuống. Để hạ mấy cái này xuống lại đi. Rồi, tiếp đến là phần khớp cổ chân. Chúng ta sẽ bẻ qua trái phải được một chút như thế này. Tuy nhiên, nó có cái phần khớp kiểu như kéo rộng ra đó các bạn. Nhưng mà chúng ta kéo vừa thôi nhé. Chúng ta kéo mạnh á là nó sẽ rớt ra như thế này luôn nè. Không sao đâu, chúng ta có thể gắn lại. Nguyên một cái cục này là bằng kim loại nè các bạn. Đó, chúng ta gắn lại thì các bạn thấy nè, bên đây là chưa kéo và bên đây là kéo rồi nè. Thì nó sẽ giúp cho cái phần cử động của nó được rộng hơn. Và bẻ xuống, bẻ lên cũng được khá khá ha. Ở đây, bàn chân của nó cũng có một cái khớp ngay phần mũi chân nữa các bạn. Tuy nhiên chỉ được một chút thôi. Còn nếu như chúng ta không cho nó xin gì cả thì chúng ta đẩy nó vào lại để cho nó đẹp hơn. Rồi, ok. Và đó là tất cả những khớp có ở trên mẫu sản phẩm này. Tuy được giới thiệu là có 80 điểm khớp. 80 điểm khớp ở đây tôi nghĩ có vẻ như là những cái chỗ như là cái chỗ này nè, nó xoay qua xoay lại cũng được tính là một điểm. Cho nên chúng ta thấy 80 điểm khớp là nhiều. Tuy nhiên những cái điểm ở cái khớp phụ trách cái vấn đề action của nó đó thì cũng là như thế thôi, chứ không nhiều lắm đâu. Nghe 80 điểm khớp thì có vẻ như là mẫu sản phẩm này sẽ có cái biên độ cử động rất là tốt. Tuy nhiên thì như tôi thể hiện cho các bạn xem đó, nó còn khá kém so với những mẫu sản phẩm khác luôn, cùng dòng. Như mẫu sản phẩm Optimus tôi từng giới thiệu đó các bạn, rõ ràng rằng cái biên độ cử động của nó linh hoạt hơn rất nhiều so với mẫu sản phẩm này ha. Chi tiết thể hiện rất là ok nè, không điểm gì chê nè. Sao ở đây nó lại giờ mới thấy nè, ở đây là nó có một cái dạng như là một cái đinh tán, ở đây không có. Để tôi xem lại nhé, coi nó có bị rớt ở đâu hay không. Đây các bạn, tôi đã kiểm tra lại và đem so với hình ảnh ở trên hướng dẫn thì đúng thật là nó là như thế, tức là một bên nó sẽ có đinh tán che lại và một bên là không có. Thì như thế cho chúng ta thấy rằng khá là ẩu, vì cái lỗ này là để chúng ta gắn cây súng vào. Nhưng nếu như chúng ta không gắn vào, nó nên cho chúng ta một miếng nhựa như thế này để chúng ta bít vào cho nó cân đối. Còn ở đây thì không có luôn các bạn. Và đây, cây súng của nó. Đây là cái phần khớp bằng kim loại luôn các bạn nhé. Nguyên một khối này là bằng kim loại luôn. Và chúng ta sẽ gắn vào thôi. Ở trong phim, các robot Transformer của chúng ta bung vũ khí từ trong người nó ra. Còn đồ chơi mà không thể nào làm được như vậy. Cho nên chúng ta cần phải dùng những cái bạc rời như vậy. Đây, khẩu súng là như vậy nè các bạn. Đó, chúng ta khi gắn súng thì cần dùng cái lỗ này. Nhưng khi chúng ta không cần cây súng, chúng ta tháo nó ra thì các bạn thấy nó để một cái lỗ hổng như vậy nè. Và một bên lại có đồ che. Thấy ẩu không? Phải cho chúng ta một cái miếng này để gắn vào đây chứ. Làm cho tôi hết hồn, tôi tưởng là nó bị lạc, bị rớt ở đâu không á. Còn đây là cây súng của Sawyer. Cũng thể hiện rất là đẹp nhé. Là cái màu xám kim loại, màu bạc kim loại đó. Và nó sẽ có những cái vết xước xước nè, giống như trong quá trình sử dụng vậy đó.
Tuy nhiên thì nó cũng chỉ là một cái súng như thế thôi, nó không có tích hợp âm thanh ánh sáng gì cả. Và muốn cầm thì chúng ta phải cho nó dùng một cái bàn tay cầm súng thay thế. Rồi ok ha. Tôi sẽ bố một vài tư thế action của nó cho các bạn xem nó có biên độ cử động như thế nào. Mặc dù tôi đã nói rằng biên độ cử động của một sản phẩm này là không tốt, nhưng chúng ta nên thực hiện theo câu chăm nghe không bằng mắt thấy. Thì bây giờ tôi sẽ cho các bạn thấy. Bây giờ là nhận xét cá nhân của tôi về một sản phẩm này các bạn nhé. Trước tiên hết là die cut. Die cut của nó theo cảm nhận cá nhân của tôi đó thì nó khá là nhiều đó các bạn. Cầm trên tay nó khá là nặng so với cái tỷ lệ, cái kích thước của nó. Và do nó đã được sơn rồi cho nên chúng ta khó mà phát hiện được die cut ở chỗ nào. Nếu như chúng ta rảnh rỗi thì chúng ta để nó ở trước cái máy lạnh một chút nữa, chúng ta sờ vào chỗ nào lạnh thì chỗ đó là die cut. Nhưng mà đó là đối với những cái mảnh giáp thôi, mảnh giáp nó là die cut thì chúng ta sẽ dễ phân biệt. Còn những cái chi tiết ở bên trong chúng ta không sờ tới được thì làm sao mà chúng ta cảm nhận được đó là bằng kim loại hay bằng nhựa các bạn. Chẳng hạn như cái phần bắp chân này nè, nó là kim loại đó các bạn. Nó khá là mát lạnh vì tôi đang ở trong phòng lạnh luôn. Nói chung là die cut có nhiều, nhưng mà để xác định được nó nằm ở đâu thì chúng ta cần phải kiểm tra lại. Tiếp theo là về màu sắc. Màu sắc của nó tôi thấy rất là đẹp luôn. Màu xanh được thể hiện chi tiết bị chảy xước, màu trắng là bị dơ, bị bám bẩn, màu kim loại này nọ các kiểu. Tất cả về màu sắc của nó rất là đẹp luôn, không thể nào mà chê được về màu sắc. Và về cái detail của nó đó các bạn, cũng nhiều đó chứ không ít đâu. Tiếp đến là về khớp action của nó. Khớp action của nó thì tôi cảm nhận được rằng mặc dù được quảng bá là khớp này nọ nhiều, nhưng mà tôi cảm nhận được rằng biên độ cử động của nó là có phần giới hạn. Một phần chắc là do cái body của nó hơi phốt pháp đó các bạn. Có đèn led, tuy nhiên thì tôi không có pin để thử cho nên không biết cái sự sáng mắt của nó là như thế nào. Nó có sáng rõ hay không, hay là nó có bị lu mờ hay là bị gì hay không. Đồ chơi đi kèm khá là ít, không có nhiều. Chỉ là một cái súng trên vai, một cái súng này và một con bét đi kèm thôi. Và con bét đó có thể nhét vào phần bụng như vậy, phần ngực như thế này. Có một số chỗ thì tôi nghĩ rằng nó nên làm bằng kim loại, như là cái phần này nè, những cái phần này nè. Tại vì trong quá trình chúng ta xoay bằng bẻ đó, nó dễ bị cà sát với nhau. Nếu như mà chúng ta không để ý thì nó sẽ dễ bị gãy những cái chỗ này. Thì nên là kim loại hoặc chí ít là bằng nhựa mềm như cái phần này, thì chúng ta sẽ an tâm hơn. Cuối cùng là cái form dáng của nó, như tôi nói đó, nhìn nó khá là phốt pháp. Đây là một mẫu sản phẩm không lắp ráp được, cho nên không có lý do gì mà nó bị giới hạn cân bằng giữa hai dạng là dạng máy cassette hoặc là dạng robot. Nó không lắp ráp được mà nó mập như thế này thì có nghĩa rằng hãng đã cố gắng mô tả theo cái thiết kế ở trong phim. Trong phim nó mập như thế thì đồ chơi của nó mập như thế các bạn nhé. Cho nên mặc dù rằng tôi thấy nó khá mập nhưng mà tôi không chơi được vì thiết kế gốc của nó là như vậy rồi các bạn. Đó là tất cả những gì tôi nhận xét được về một sản phẩm này. Còn các bạn thấy một sản phẩm này như thế nào thì hãy comment chia sẻ ý kiến ở bên dưới nhé. Clip đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các clip sau. Bye bye.